tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Thưa quý vị, sự kiện Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đã làm thay đổi bản chất của chiến dịch. Giờ đây, tấm vé của Đảng Dân Chủ đang thay đổi và chiến dịch của Đảng Dân Chủ sẽ rất khác với người dẫn đầu Phó Tổng thống Kamala Harris. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xây dựng chiến dịch tranh cử của mình xoay quanh một đối thủ cụ thể, Tổng thống Joe Biden, xoáy vào việc ông quá già và quá yếu để có thể trở lại Nhà Trắng thêm 4 năm. Nhưng bây giờ, khi chỉ còn 4 tháng nữa là đến cuộc bầu cử, ứng viên Đảng Cộng Hòa sẽ phải đối đầu với một người trẻ hơn ông gần 20 tuổi. Trên thực tế, sau màn tranh luận kém nổi bật của Tổng thống Biden vào tháng trước, đội ngũ của ông Trump đã chuẩn bị cho thời điểm này lên trước kịch bản đối đầu với Phó Tổng thống Kamala Harris trong trường hợp ông Biden dừng bước. Vào thời điểm Tổng thống đương nhiệm rút khỏi cuộc đua, đội ngũ của ông Trump và các nhóm đồng minh đã nhanh chóng tiến hành một cuộc tấn công chống lại bà Harris, người mà chỉ trong vòng 36 giờ đã tập hợp đủ đại biểu để giành suất đề cử của Đảng Dân Chủ. Phe ủng hộ ông Trump đã cố gắng miêu tả bà Harris là một người cánh tả cấp tiến xuất thân từ California với hy vọng khiến những cử tri ôn hòa xa lánh bà. Họ bắt đầu lan truyền kết quả một cuộc khảo sát của Gopchak năm 2019 xếp bà Harris là thượng nghị sĩ Mỹ cấp tiến nhất. Dựa trên các hình ảnh châm biếm lan truyền, Ủy ban Thượng nghị sĩ Cộng hòa Quốc gia đã khuyến khích các ứng cử viên và quan chức Đảng Cộng hòa xoáy vào những đặc điểm cá nhân của bà Harris, chẳng hạn như việc bà thích dùng biểu đồ ven. Trên mạng Truth Social của mình, ông Trump gần đây đã đặt biệt danh cho đối thủ mới của mình là Lee-in Kamala Harris. Ở một khía cạnh khác, phe của ông Trump thực ra không bắt đầu lại từ đầu, họ đang lên kế hoạch tấn công bà Harris vì những vấn đề chính sách tương tự mà ông Biden dễ bị tổn thương nhất, bao gồm lạm phát và làn sóng gia tăng các cuộc vượt biên của người tị nạn. Đồng thời, họ sẽ cố gắng duy trì vấn đề nổi bật của chiến dịch tranh cử bằng cách đổ lỗi cho bà vì đã che giấu tình trạng suy giảm sức khỏe của Tổng thống Biden. Nghị sĩ Michael Wan, người đại diện cho ông Trump cho biết, việc xác định đối thủ của bạn luôn là điều quan trọng, đó sẽ là trọng tâm của chiến dịch. Về phần mình, Phó Tổng thống Harris đã củng cố động lực nhanh hơn dự đoán. Trong vòng 24 giờ, bà đã nhận được sự ủng hộ từ các nhân vật quan trọng của đảng như Tổng thống Biden, vợ chồng cựu Tổng thống Bill và Hillary Clinton, cũng như cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Bà cũng huy động được số tiền đáng kinh ngạc là 81 triệu đô la Mỹ. Nói một cách đơn giản, Đảng Dân Chủ không còn hỗn loạn nữa. Hiện nay, cựu Tổng thống Trump và các đồng minh của ông vẫn còn nhiều thời gian và nguồn lực. Chiến dịch tranh cử của ông đã báo cáo có gần 130 triệu đô la Mỹ tiền mặt vào tháng trước và đã huy động được hơn 430 triệu đô la Mỹ từ tháng 4 đến tháng 6. Đó là trước khi xảy ra vụ ám sát hụt, sự kiện đã thúc đẩy một đợt gây quỹ mạnh mẽ khác. Tạp chí Phố Wall tuần trước đưa tin rằng tỷ phú Elon Musk có kế hoạch góp 45 triệu đô la Mỹ cho PAC, Ủy ban Hành động Chính trị ủng hộ ông Trump. Kết quả cuối cùng là đội ngũ này sẽ có nguồn tài chính dự trữ dồi dào để hỗ trợ một ứng cử viên hạ gục đối thủ. Vào chiều ngày 21 tháng 7, ngay sau thông báo của Tổng thống Biden, một siêu PAC ủng hộ ông Trump, MAGA INC, đã tung một quảng cáo tấn công. Phát sóng ở bang Pennsylvania, Georgia và Arizona cáo buộc bà Harris che đậy sự suy giảm tinh thần rõ ràng của Tổng thống Biden và thúc đẩy các chính sách của chính quyền đương nhiệm. Tiếp đó, nhóm này tung một quảng cáo khác gọi bà Harris là người cấp tiến một cách nguy hiểm. Các cấp dưới hàng đầu của ông Trump thừa nhận việc bà Harris ứng cử đã định hình lại cuộc đua. Đối với Đảng Dân Chủ, bà Harris đã hóa giải mối lo ngại hàng đầu của cử tri rằng cả hai ứng cử viên đều đã quá già để có thể tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Với tư cách là cựu biện lý quận San Francisco và tổng trưởng lý bang California, bà Harris đã báo hiệu rằng bà sẽ coi chiến dịch này là một cuộc cạnh tranh giữa một công tố viên và một tội phạm bị kết tội. Cuộc đua Nhà Trắng giữa ông Trump và bà Harris đã cho thấy sự quyết liệt ngay từ đầu khi hai ứng viên không ngại công kích lẫn nhau tại các sự kiện vận động. Theo tờ New York Times, trong ngày 24 tháng 7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có sự kiện vận động tranh cử ở bang North Carolina. Tại đây, ứng viên Đảng Cộng Hòa đã có những công kích mạnh mẽ nhắm vào bà Kamala Harris. Ông Trump cho biết,
Bà Harris là một nhân vật thiên tả cực đoan và chúng ta không muốn một người như vậy lãnh đạo đất nước. Bà ấy là người đứng sau mọi thảm họa của chính quyền Tổng thống Biden. Trong bài phát biểu của mình, ông Trump cũng chỉ trích quan điểm của bà Harris về vấn đề nạo phá thai, nhấn mạnh việc phá thai vào tháng thứ 8 hoặc tháng thứ 9 của thai kỳ là quá mức. Ở chiều ngược lại, bà Harris cũng không ngần ngại chỉ trích ông Trump trong sự kiện vận động đầu tiên dưới tư cách ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Bà Harris nói, cuộc bầu cử tháng 11 là nơi đưa ra lựa chọn giữa quá khứ và tương lai. Ông Donald Trump là người muốn kéo lùi nước Mỹ. Liệu chúng ta có muốn sống ở một đất nước hỗn loạn và tràn đầy sự thù ghét? Trong bài phát biểu kéo dài hơn 15 phút, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ khẳng định bà sẽ ưu tiên tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ, nạo phá thai cho phụ nữ, ngăn chặn bạo lực súng đạn và tập trung xây dựng tầng lớp trung lưu. Hầu hết những chính sách này đều trái ngược với quan điểm của ông Trump. Kết quả thăm dò cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho bà Harris từ các đảng viên Dân Chủ và cử tri trẻ, cử tri gốc Phi và cử tri nói tiếng Tây Ban Nha. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dẫn trước Phó Tổng thống Kamala Harris 3 điểm trong cuộc thăm dò đầu tiên của CNN kể từ khi Tổng thống Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử. Ông Trump đã dẫn trước bà Harris với tỷ lệ 49% và 46%, một tỷ lệ sát sao hơn các cuộc thăm dò trước đây của CNN giữa ông Trump và ông Biden. Các đảng viên Đảng Dân Chủ đã nhanh chóng ủng hộ bà Harris với tư cách là ứng cử viên tiềm năng mới và 90% đảng này đã bày tỏ ủng hộ quyết định rời khỏi cuộc đua của Tổng thống Biden. Khoảng 95% cử tri ủng hộ ông Biden trong các cuộc thăm dò trước đây cho biết họ sẽ ủng hộ bà Harris, trong khi 92% những người ủng hộ ông Trump trước đây khẳng định sẽ gắn bó với cựu Tổng thống. Trong số những cử tri chưa quyết định trước đây, có 30% ủng hộ bà Harris và 27% ủng hộ ông Trump. Theo kết quả thăm dò mới đây của CNN, sự ủng hộ đối với bà Harris trong giới trẻ, cử tri gốc Phi và cử tri nói tiếng Tây Ban Nha đã mạnh mẽ hơn so với ông Biden. Phó Tổng thống Mỹ cũng giành thêm lợi thế trong số các cử tri độc lập so với ông Biden, với tỷ lệ ông Trump dẫn trước bà Harris 46%, 43% trong cuộc thăm dò gần đây, cao hơn tỷ lệ 47%, 37% giữa ông Trump và ông Biden trước đây. Cuộc thăm dò của CNN khảo sát một nhóm khoảng 1.600 cử tri đã tham gia các cuộc thăm dò của CNN trước đây, được thực hiện từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 7 với sai số khoảng 3%. Sau khi Tổng thống Joe Biden dừng cuộc đua vào Nhà Trắng, các hội nhóm trong chiến dịch tranh cử liên tiếp báo cáo số tiền gây quỹ khổng lồ dành cho ứng viên Tổng thống tiềm năng là Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong tuần này. Chiến dịch tranh cử của bà Harris vào sáng ngày 23 tháng 7 thông báo đã huy động được hơn 100 triệu đô la Mỹ từ 1,1 triệu nhà tài trợ trong 41 giờ đầu tiên sau khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. FFPAC, còn được gọi là Future Forward, nhóm hỗ trợ ông Biden, đã công bố cam kết 150 triệu đô la Mỹ trong 24 giờ đầu tiên sau thông báo ngừng tranh cử Tổng thống năm 2024 của ông Biden. Một số nhà tài trợ tiềm năng cho Đảng Dân Chủ từng tỏ ra ngần ngại trong những tuần trước đó sau màn thể hiện của ông Biden tại cuộc tranh luận ngày 27 tháng 6. Mặt khác, khi bà Harris nổi lên như một sự lựa chọn thay thế cho ông Biden, các nhà tài trợ và nhà gây quỹ hàng đầu đã ghi nhận một nguồn năng lượng mới, thu hút mạnh mẽ sự quyên góp của các nhóm chính trị có lợi cho ứng viên Đảng Dân Chủ. Theo dõi cuộc bầu cử năm 2024, Dimitri Mehol, cố vấn tài trợ và chiến lược gia của Đảng Dân Chủ, nhất trí rằng động lực mới có liên quan trực tiếp đến sự dồn nén trong những tuần trước. Theo cố vấn Mehol, tình hình tài chính được tối ưu hóa cho Đảng Dân Chủ vì chiến dịch gây áp lực lên ông Biden trước đó đã tạo ra một lượng căng thẳng lớn có thể khiến các tổ chức chiến dịch của Đảng Dân Chủ tan vỡ. Ngay cả những nhà tài trợ trước đây từng kêu gọi một quy trình cởi mở và cạnh tranh để thay thế ông Biden cũng đã ghi nhận thực tế rằng bà Harris hiện không phải đối mặt với thách thức lớn trong nội bộ. Ông trùm truyền thông Mike Bloomberg, một trong những nhà tài trợ lớn của Đảng Dân Chủ vào sáng ngày 22 tháng 7, đã kêu gọi Đảng thận trọng tìm ra một ứng cử viên, nói rằng quyết định này quá quan trọng để có thể vội vàng. Nhưng chỉ trong vòng vài giờ, rõ ràng bà Harris đã nhận được sự ủng hộ của đa số đại biểu tham dự Đại hội Đảng Dân Chủ, những người sẽ bỏ phiếu trong tuần tới để chọn ra ứng viên tiếp theo. Việc này xuất hiện trong bối cảnh chỉ trước đó vài tuần, hàng loạt các nhà tài trợ lớn ở thung lũng Silicon thông báo rằng họ sẽ chi lớn để ủng hộ ông Donald Trump, trong khi ông Biden thời điểm đó nỗ lực xoa dịu những lo ngại về tình hình sức khỏe của bản thân. Nhà đầu tư mạo hiểm Mark Andreessen tuyên bố ông ủng hộ Donald Trump, cho rằng ông Biden chưa nỗ lực đủ xây dựng mối quan hệ với ngành công nghiệp. Cựu giám đốc quyền riêng tư của Facebook Chris Kelly, người từng cạnh tranh với bà Harris cho chức tổng trưởng lý California vào năm 2010 và hiện giờ là đồng sở hữu của đội Sacramento Kings NBA cho biết, những lời chỉ trích đó hoàn toàn không có tác dụng trong trường hợp của bà Harris. Ông Chris Kelly ủng hộ việc bà Harris tranh cử tổng thống và có kế hoạch quyên góp cho chiến dịch tranh cử của phó tổng thống.
Theo nhà đầu tư mạo hiểm Mark Andreessen, bà Harris đến với vùng vịnh và có lịch sử lâu dài trong việc tương tác và làm việc với ngành công nghệ. Ông Andreessen nhận định bà Kamala Harris cởi mở và sẵn sàng xem xét lại một số sai lầm của chính quyền. Một số thành viên trong mạng lưới nhà tài trợ cũ của bà Harris vốn đã hoạt động nhiều trong năm với vai trò một tập hợp con trong bộ máy của ông Biden đã tổ chức một cuộc kêu gọi tài trợ riêng vào đầu tuần này, bao gồm nhiều thành viên từ Ủy ban Tài chính chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020 của bà. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump vào ngày 23 tháng 7 đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Bầu cử Liên bang, lập luận số tiền quyên góp được cho nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden không thể chuyển giao cho chiến dịch của bà Kamala Harris. Theo CNN, cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, David Warrington, là người đưa ra đơn khiếu nại, tập trung vào lập luận số tiền quyên góp cho nỗ lực tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden không thể chuyển cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của Phó Tổng thống Kamala Harris. Vụ khiếu nại của ông Trump nhằm tìm cách ngăn chặn bà Harris tiếp cận vào quỹ bầu cử còn lại của ông Biden. Hầu hết các chuyên gia tài chính bầu cử tin rằng bà Harris có quyền sử dụng hợp pháp các quỹ vì bà từng trong liên danh tranh cử với ông Biden. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu FEC sẽ phán quyết thế nào. Đơn khiếu nại về phía ông Trump đề nghị điều tra hình sự về động thái trên. Họ lập luận rằng ông Biden nên bị buộc phải hoàn trả cho người đã quyên góp cho ông thay vì chuyển sang cho bà Harris. Trong khi đó, một số quan chức phe Dân Chủ cho rằng bà Harris hoàn toàn có quyền sử dụng quỹ tranh cử này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi. Quý vị hãy nhấn like, theo dõi kênh. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!